mất đi. Đó hả? Này giống đánh trần quá. Sao thấy bên này không có thơ thôi nha, bên này thơ quá vậy. Hôm nay chú ra thăm vườn hả chú Mười? Hôm nay ra vườn đây là tứ ba cái phân vi sinh hữu cơ, trong đó thì là nó gồm có là ốc, ốc mình ủ với ba cái mật mật đường. Thành ra tứ vô thì thấy cái cây này thì nó cũng phát triển thấy cũng được rồi. Dạ, diện tích của chú trồng ở đây được bao nhiêu mét vuông chú Mười? Diện tích cam sành thì như là diện tích này ba công rồi trồng cam sành, trong đó thì có bử với sen nhãn thì trồng cam sành có hai công, còn nhiều thì trồng bằng sầu riêng. Diện tích này 500 cây cam sành, nhưng mà thấy cái sản lượng thì tính ra ngay giờ này trái cũng chỉ bỏ bớt rồi đó, ba đợt rồi đó. Nhưng mà tính ra sản lượng thì bình quân thì cây ít rồi cây nhiều bình quân ra sản lượng 5 tấn. Dạ. Cái này là chú xài phương pháp gì chú Mười? Xài phương pháp đây là hữu cơ, bởi vì qua qua mình thấy thì như là nhà nước bây giờ cũng phát động là thế nào là để bảo vệ môi trường rồi để an toàn sức khỏe. Nhưng hơn nữa cho kho thì như là ở gần đây thì sẽ cũng có hướng dẫn cho các thầy cái mô hình này để làm cho cái cộng đồng thì nó được trong đó cũng có gia đình mình. Chính vì đó chú mới xài ba cái phần này và hữu cơ. Rồi vậy con cảm ơn chú nhiều. Này, cách pha chế chất thuốc chất cái hoa tới này mình xịt gì cũng là khoảng 1 lít trên cây ha, 1 lít 10 cây. 1 lít cho 9 cây luôn.
Xịt này nó hiệu quả hơn chưa? Xịt cái này nó đều hơn. Còn mình tưới thì đúng không? Ăn chậm hơn ha. Tưới thì cũng được nhưng mà nó như công nhỏ.